그런 거 아니구나. 예. 아, Secret Project của chia nhau với bạn ấy. Mà vì mà đây cho nó rút này nè, và quality được pushy ấy, bọn nó cho nó mà lại chú ra thông người của tôi thép bị ông nhẹ nhau, cho nó sẽ bị chú ra bà mẹ, cho nó rút chip bị là lông anh sinh mà chia sẻ bảo, à rút chia ấy thì nếu cả ngấu rồi thì rút chú ra ấy, xóa người nhẹ lên lắm mặt thằng nào rồi cho nó nhẹ nhẹ lên chú ra bảo mẹ. Cô gì nè, nhà bì cái nhà này tôi rút gì nếu giáo khi đã phi để rồi trong một lô, ở cuối lùng dù đã lấy kèm biểu áp bị trái rồi cho nó rồi thêm mãi cái nhà hậu. OK, chúng nó rồi cứ thì bây giờ mình cái cho anh ấy video nào mà cho nó family trên này ra tay lúc rồi cho nó xì ấy bọn nó cũng nhớ đấy, những cái mà ao miền này cho nó family trên này rồi lúc này này, bây giờ thì làm ấy và đi là vậy, hả là đi là vậy. Còn này mà mentally NCC tham mà đấy cho nó family trên sắp rồi lúc này bọn nó, bây giờ cho nó trả lại mà đấy, family rồi cho nó surprise project bọn nó từ ai trên này project nhiều cho nó xoắn cổ, first time này cho nó đi cùng nhau có xoắn cổ chúng ta hay surprise project này làm ấy bọn nó. Chỉ lúc miếu này mà cũng lúc miếu bọn nó. Chắc này này bố sửa ra đi, bây giờ mình cái này ngồi chắc cái này chỉ số AP cái trái phản lý để điều chỉnh gì ấy, chỉ số để solution này mà mau vào nó, tôi nói gì AP mua đấy, mà chỉ số solution này cho nó đi về ra sáng nay chỉ làm mà mua hộp, à tôi nói nhà ai chế biến nhà ai sắp mua về trái này, ví dụ ở khu lô miếu, bây giờ series cao chắc khu tôi nói này, uy em về cái trái vào nó, nhưng mà này cái mà tôi nói miếu sao cao này chỉ để hết số rồi, tôi nói này là làm gì về lại trái vào nó, ở trong lô cho nó khu lô miếu thì nhà mà dân này là phải để cho trong lô, chỉ số ví dụ để tụi nó AP cái này AP nhà chủ này để tiêu sản gạo này ở phía tòa ông rồi đấy cho nó miền chúng ta toàn mà bá rồi họ. Nên là cái đồ trang sức đắt thì mình sẽ đem đi ăn cho sang tiền. Đi ra rồi cho nó trust mà cho nó anh cái là sao bây giờ xin đi khe bọn nó cái mà xin đi khe cả mà cho nó trust là sinh ra bọn nó trust sinh ra cái mà thì bây giờ beginning sẽ liệp xếp bỏ lại bọn nó cái mà về nấu thay tụi nó lại mình rồi cho nó casting khỏe cả mà sáng ngày lễ là bây giờ casting phi bây giờ là lễ casting phi rồi tụi nó tông nhau bọn nó bây giờ beginning rồi là cái liệu trend này cũng quan bây giờ thành đi cái gì chú ra mu vậy cho nó đi rồi này đi cả rồi chú ra mu này cho nó ở nước kia nhà xem mà mu bỏ nó ở đó rồi trên này bao giờ bây giờ điều đi xem mà vừa rồi này cho nó rồi bây giờ điều giờ cô nhìn chơi lại đấy xem mà vậy nhà luôn mới hiểu được cái anh em khán giả chơi đi bao lâu chơi rồi bia series rồi chơi này đi bia vai của bọn nó con tivi rồi được cái thì con lấy neo cái tay nó thì nếu thích đi mình chắp vào này vừa lại dễ chơi bọn ấy đó trong rồi đi cao dài ra rồi mình rồi chơi mà lấy ấy nhau trong người chơi rồi giờ khán giả ví dụ gì nè em nhà bọn nó khán giả ví dụ giải khai là phía đây rồi trong một lô cô gì nè em nhà bê cái nhà này tôi đối gì nè giáo khai là phía đây rồi trong một lô ở cuối lùm dù đã lách hàng ví dụ AP chơi rồi cho nó rồi chơi mà cái nhà họ. Thôi đó. 3, 2, 1, go. Chú đi ở bờ lên đây rồi đó. Đi thôi nha, cho nó sáng rồi lái bộ mà rồi tì tôi lấy cho nó để xin nhà check hết rồi lấy cho nó tôi rồi tì tham gì, à mẹ cho nó xa sông bây giờ rồi thì phải làm cái này preparation mà nó cho nó sắp xếp phát triển đi mà xa bây giờ tôi vào nó, họ. Ấy lúc rồi là một hậu bảo cô trai à nì à liu qua cụ con chú già già bỏ nó cho nó neo ra lại ra đi cả rồi mà này đi cả cam suy mi mua à gì chỉ là phía đây cho mà luôn neo sâu này chỉ mà cam suy mi vô vậy ấy luôn nhiều thì giáo viên cái này của bọn nó con một chiếc đi mi này bây giờ điều tra ra này một rồi tên này mình chú ra cái trả là bà rồi họ đi quay đi vi ra bên này để rồi mình ra đi mà chỉ ba video rồi này mấy cái đi thành tiền ra để áo này đi đuổi những con này xong rồi thì lại chỉ để bây giờ rồi mấy cái thành tiền chờ lâu lắm thành cái đi đấy thành cái đi mà chờ áo này tiền nhiều chắc này sâu chiều bài đấy rồi lại biết luôn đấy nhà anh cũng là đi chiều bài đi đấy rồi đó mấy cái thành cái điều làm cái đuổi cái đấy rồi ai cũng là con số nào đấy em mà đấy Secret Project của chị nào đấy bạn đấy đó đấy người là chú yêu sỉa anh nói đấy, giờ nó thế, cứ làm gì của nó, đấy, nó làm gì, làm gì, cái này video đã đưa ra để được xử lý nó, surprise rồi nó. Surprise rồi, con luôn là biểu luôn miêu rồi, đam mê cho nó ấy mà đi family thì mà cho nó ấy chặt ra mà surprise project cả rồi, cho nó người ta du bộ nó trust family anh em, so anh cô, giờ along mà thiên tha đấy anh đi tha chắc khu thì nó chưa ra thái vì ở ra lì à lẽ nên núi dẻo lì chắc khu còn nó thì cái này nó nhiều bé tôi lúc này mà thay vì ở cha mẹ già lì chắc khu rồi cho nó kêu ấy thì cha má rồi cho nó giấy tờ mà cho nó mặc cái gì làm gì thì cha nó bắt đầu giờ thuê luôn mới chịu thì cha số lúc này mẹ treo thế bé phải tay đi chào bọn nó rồi đi nơi cả lẽ treo thế bà bé luôn yang ro thwe tu tajan ne patat pi ya khan sa cha ma shi ba ho ho pn ko yin kare ya bo abi guitar fan da di nai ngan ma ro shi ye bo na da ma myanmar pn ko lat khan la de fan ni akon long ho pi ya lat ma khan de ye fan ni ya ma myanmar pn ma le chano ro ani ne quality တစ်ခု shi ye bo na chano ma le chou sa a thou mu ni ko tu ro that pi yo myin ya chano set pi chou sa ba mae chano ro chit pi ya da lawang sai ma pet si ya ba bu nga ro chit ya ye di ne yauk ka nga ro di lo chou sa ye so a myo mye de lat ma thaung nai lo chano ni a mye de chou sa da ba mae hot ka OK ပါအခုချိန်ဒီပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ Vita Shine အဖြစ်ကော Manishan အဖြစ်ကော ဟိုအမြဲတမ်း win အားပေးကြရဲပေါ့နော် race လေးတွေ fan လေး တယောက်ချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ဒီ အခုလိုမျိုးနေရာကို ကျွန်တော်တို့ တွန်းပို့ခဲ့တဲ့ ဒီ fan လေးတွေရဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း ဘယ်တော့ခါမှလည်း မေ့မှာမဟုတ်ဘူး ဘယ်လိုလဲ ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ့်အရာတွေမှာလည်း အကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ် ဘယ်တော့မှပိုးပြပြမလုပ်ဘူး တကယ်ရင်ထဲက အဲ့လိုမျိုးအရာတွေနဲ့ပဲပေါ့နော် ပရိသတ်တွေကိုအကောင်းဆုံးတက်တည်ပြသွားမယ် ကျွန်တော်တို့စကားတွေထက် ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နွယ်လေးတွေရော sunshine လေးတွေရော race လေးတွေရောအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော် bye bye